Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Hơi nhân lúc bây giờ rời khỏi đây trước đã. Là Diệp Hồng, ta đến rồi. Thiểm kiếm điểu, bắt lấy con Nách Minh Quân này ngay. Người này là ai, thực lực rất mạnh. Ơi, hắn là lãng tử của trấn Bắc Quan chúng ta. Trong 1 năm, nhiều nhất là ở lại đây 1 tháng. Ơi, không ngờ hắn đã quay về rồi. Tiếng trống làm tinh thần hăng hái. Độc đinh, chỉ cần né là được. Gia hỏa này không thể nào có độc dịch không ngừng được. Tất cả nghe lệnh. Chồng ma pháp trận lên. Siêu cấp liệt quyền. Nguy rồi, gia hỏa này muốn dùng cơ thể để đụng phải tường thành. Nhanh chặn nó lại. Nếu theo lý mà nói, Ách Minh Quân có năng lực chạy trốn. Nhưng tại sao nó lại muốn liều mạng? Lẽ nào chỉ là muốn đồng quy vu tận ư? Hoặc là ở phía sau dây xích của hắn còn tồn tại một thứ đáng sợ hơn là tử vong. Nếu tiếp tục như vậy không được. Thành sắt thép. Nhanh phòng ngự, mọi người cẩn thận. Điệp ra ma pháp thủy ngự. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta chiến thắng yêu thú cấp quân chủ rồi. Đi về thành, không đúng. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Anh bay lên xem thử phía xa còn có gì khác thường nữa hay không. Được, kia là cái gì? Đây là kim tự tháp. Mọi người nhanh rời khỏi đây đi. Phía sau Ích Minh Quân đã lôi kéo hồ phù kim tự tháp rồi. Hải na phù kim tự tháp đó là vong linh rất lớn, đủ để thôn phệ lửa Ai Cập, là cung điện hùng vĩ nhất. Chúng ta nên làm như thế nào đây? Hãy nghĩ cách liên hệ với Mạc Phàm. Chết tiệt, hiện tại vẫn không thể nào liên lạc với tên đó. Cậu ta đã gỡ máy thông tin ra rồi. Chúng tôi biết Mạc Phàm đang ở đâu. Trương Tiểu Hầu, sao cậu đến đây rồi? Mạc Phàm tìm người liên hệ với tôi. Anh ấy bảo đưa mọi người đi đến thôn Cốc Nê tập hợp. Thôn Cốc Nê. Hai vị có lẽ là tướng quân của trấn Bắc Quan đúng không? Đúng, xin hỏi các hạ là. Tôi không có tên, cũng không có hiệu, chỉ là một u ninh không tồn tại mà thôi. Vị này là tiên tri thần đồ. Khi cổ đô gặp hạo kiếp, chính là hắn đã xác định được thân phận thật sự của Tát Nãng, lấy được kế hoạch đoạn đầu đài. Xin lỗi, tôi đến trễ rồi. Mạc Phàm, yên tâm, tôi không sao đâu. Nửa người. Đờ mờ, mặt của cậu bị sao vậy? Đi đi, bây giờ chúng ta đi. Tôi đi gọi người chữa thương cho cậu. Không hề rắc rối như các người đã nghĩ đâu. Hơn nữa, trong Hắc Giáo Đình có một mỹ nữ chăm sóc cho tôi. Cậu đã bị thương thành như vậy rồi, còn hy vọng người của Hắc Giáo Đình đến cứu cậu. Chúng ta nên nghe kế hoạch tiếp theo chưa? Chúng ta nên nghe kế hoạch của cấp trên trước. Đã lúc này rồi, cậu còn kế hoạch gì nữa? Cậu định hy vọng mấy người chúng tôi có thể chặn đường Hải Na Phu Kim Tự Tháp hay sao? Não Triều bình tĩnh lại một chút. Trước tiên cứ nghe kế hoạch của tiên tri trước. Các vị, xuất hiện của Hải Na Phu Kim Tự Tháp đã thành sự thật rồi. Chúng ta không thể nào thay đổi. Hiện tại, Ách Minh Quân không chỉ xuất hiện ở một nơi. Trừ phi chúng ta tiêu diệt tất cả người chấp hành. Nếu không, Hải Na Phu Kim Tự Tháp nhất định là sẽ giáng xuống. Thực lực lần này của Hắc Giáo Đình có thể chiến thắng tất cả sức mạnh của chúng ta. Đã lúc nào rồi, nói trọng điểm. Người lên kế hoạch lần này là Hồng Nghi Đại Giáo Chủ Lãnh Tước. Lãnh Tước sở hữu một loại năng lực được gọi là lực tín ngưỡng tà ác. Năng lực này sẽ chút giận với nhân loại, oán hận và các mặt tiêu cực khác hóa thành sức mạnh của bản thân. Đây cũng là một trong những mục đích mà hắn tập kích lần này. Lại là vì chuyện này có manh mối gì không? Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trừ khử Lãnh Tước. Lãnh Tước vì không muốn chúng ta làm phiền đến kế hoạch của hắn mà phân ra nhiều người để triệu hoán Ích Minh Quân. Chỉ đánh bại một hai con thì không có ý nghĩa gì đâu. Cho nên chúng ta đợi thịnh điển của bọn họ tổ chức, tìm ra Lãnh Tước và ám sát. Ám sát Mạc Phàm, anh đã cố gắng hết sức rồi. Đây không phải là chuyện của anh nên quản. Hắc Giáo Đình vẫn luôn nhòm ngó. Rồi cũng có một ngày nào đó bọn họ sẽ làm người bên cạnh của chúng ta bị thương. Thảm họa của Bắc Thành, hạo kiếp cổ đô, còn nguy cơ của Bắc Nguyên lần này,
khiến cho nhiều người vô tội chết đi. Dù như thế nào, tôi cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Nếu như cậu cố chấp muốn giết lãnh tước, thế thì chúng ta chia hai đường. Kế hoạch của anh là... Bấn Uy, cậu là người truyền thừa của Trấn Bắc Quan đúng hay không? Đúng. Bắc Nguyên có một phòng tuyến ma pháp rất dài. Nó có thể tranh thủ thời gian bỏ trốn cho cư dân. Anh đang chỉ tường thành cổ hay sao? Phòng ngự của sắt thép tường thành cổ quả thật là rất mạnh, nhưng cũng không thể nào chặn lại được sự cuốn sạch của vong linh kim tự tháp Hải Na Phu đúng hay không? Anh muốn người truyền thừa liên hợp cửa của tường thành cổ Bắc Nguyên, đem bọn họ liên kết thành một bức tường màn che dãy núi hay sao? Như vậy cho dù là huy động toàn bộ lực lượng của vong linh kim tự tháp Hải La Phu cũng đường hòng đi vào đất của Trung Quốc chúng ta lửa bước. Không sai, nhưng mà người truyền thừa giống như là Bấn Huy có lẽ còn lại không nhiều nữa. Nhiều phòng tuyến như vậy phải mở như thế nào đây? Tôi có một cách, nhưng mà cần các vị đây giúp đỡ. Anh cứ nói. Tôi liều cả tính mạng cũng phải đảm bảo an nguy của Bắc Nguyên. Được thôi, Mạc Phàm cũng liều mạng rồi, tính thêm tôi luôn đi. Cũng phải thử một lần. Chúng tôi cần nắm bắt rõ vị trí cụ thể xuất hiện của Hải La Phu Kim Tự Tháp. Mạc Phàm, cậu tiếp tục mai phục để lấy tin tức. Những người khác hãy cùng tôi mở phòng tuyến cổ, cùng chống lại Minh Quân. Được. Doanh địa của Hắc Giáo Đình. Anh đi đâu vậy? Tôi đi ăn đêm. Có đem về cho cô một phần đây. Đây là nội tạng của người. Hình như anh luôn đem bất ngờ cho cô ta. Cũng thấy chán quá, ở trong hội thời gian dài như vậy, lại không có ai có sở thích giống tôi. Kiều tước ngược lại lại giống anh, thích thứ này. Thông cảm, tôi cũng không có khẩu vị tốt như vậy đâu. Kiều tước, có cơ hội sẽ làm quen. Tìm tôi có việc gì không? Nhiệm vụ ở bên chúng ta hoàn thành rồi. Unat bảo vệ chúng ta đi về thịnh điển tập hợp. Nhưng mà dựa theo quy củ, dưới trướng của anh đã chết hết rồi, chỉ còn lại mình anh mà thôi. Thế thì đã sao chứ? Mặc dù tôi thất bại rồi, nhưng cũng xem như là bán mạng cho giáo hội. Chuyện này tôi cũng đã nói với Unat rồi. Anh có thể gia nhập với chúng tôi, nhưng anh nhất định là phải giống với Nam Biên Bức, đều là cấp dưới của tôi. Làm cấp dưới của anh sao? Đùa ư? Chúng ta đều là Nami, tại sao tôi lại thấp hơn anh một bậc cơ chứ? Thế thì tôi không thể nào đưa cậu vào thịnh điển à? Quy củ là do lãnh tước đưa ra, vì để đảm bảo trong chúng ta không có người có ý định khác. Tham gia làm lễ nhất định là phải đảm bảo tuyệt đối trung thành với lãnh tước đại nhân. Tôi có thể thề trung thành với lãnh tước đại nhân, nhưng anh... Xin lỗi, tôi vẫn không muốn không có tiền đồ như vậy đâu. Nếu thay đổi chủ ý có thể đến tìm tôi, sau này có duyên gặp lại. Anh muốn đi sao? Đúng vậy, tử quỷ bắt tôi làm cấp dưới của hắn, tôi không đồng ý. Bây giờ là một người ngoài rồi. Tôi vốn dĩ muốn trực tiếp bỏ đi, nghĩ đến vẫn chưa tạm biệt với cô nên đến chào hỏi trước. Nếu như anh đi, sự nỗ lực mấy năm nay không phải là lãng phí rồi sao? Đây là cơ hội duy nhất lộ mặt trước lãnh tước đại thần, đại nhân. Bỏ qua thì tiếc lắm. Tôi còn có cách gì chứ? Làm cấp dưới của hắn nhất định là phải ký khế ước linh hồn. Tôi không muốn cả đời này bị hắn sai khiến đâu. Anh và anh ta cung cấp khế ước linh hồn và nhiều. Khế ước linh hồn này nhiều nhất cũng chỉ là để anh chịu hạn chế của hắn. Chỉ cần chấp nhận mệnh lệnh của hắn thì sẽ không có chuyện gì thôi. Nếu như tôi từ chối mệnh lệnh thì sao? Thế thì lập tức linh hồn của anh sẽ bị thương. Nếu như hắn bắt tôi đi chết thì sao? Không đâu, như vậy thì bản thân hắn cũng sẽ bị tổn thất hơn nửa linh hồn rồi. Hiệu lực của khế ước này còn phải xem yếu mạnh của tu vi và linh hồn. Nếu như hắn mạnh hơn anh sẽ bị thương càng nặng. Nhưng mà nếu như anh mạnh hơn hắn, mức độ bị thương linh hồn của anh sẽ gần với mức độ vô hạn của hắn. Không ký khế ước thì không thể nào tham gia thịnh điển được sao? Tôi chỉ là không muốn nghe theo sự sắp xếp của tên này mà thôi. Không cần tới vài năm thì tôi có thể vượt qua hắn rồi. Tôi hiểu rồi, anh là một người muốn ở vị trí cao hơn. Nhưng nếu lần này anh không tham gia thịnh điển, rất khó để lấy được sự tin cậy của lãnh tước đại nhân. Hy vọng anh có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Thôn Cốc Nề, cái gì? Cậu và người của Hắc Giáo Đình đã ký khế ước linh hồn rồi sao? Đừng kích động, nghe nói nếu tôi làm trái mệnh lệnh,
nhiều nhất cũng chỉ là tổn thất linh hồn mà thôi, cho nên mới đến nói với hai người một tiếng đây. Thế thì cũng mạo hiểm quá rồi đấy. Linh hồn của anh mạnh hơn so với tử quỷ kia. Cho dù là cưỡng chế giải trừ khế ước, nhiều nhất cũng chỉ là chịu một vài tổn thương của linh hồn. Chỉ là sức mạnh chủ yếu của hệ ác ma đến từ linh hồn. Nếu như linh hồn chịu tổn thương, uy lực của hệ ác ma sẽ không đạt yêu cầu. Vậy phải làm thế nào mới tốt? Loại khế ước này chỉ cần khế ước chủ chết, khế ước sẽ tự động giải trừ. Cũng chính là nói, nếu như tử quỷ chết rồi, thì linh hồn của tôi cũng không sao đúng hay không? Nhưng anh thân là người khế ước thì không thể nào động tay. Chúng tôi nhất định là tìm người khác để đối phó với hắn. Tứ quỷ cứ giao lại cho tôi không thể nào để cậu mạo hiểm một mình được. Tốt, não chiều, có cậu thì tôi yên tâm rồi. Để các xúc sinh của Hắc giáo đình thấy được bản lĩnh của chúng ta, tôi sẽ triệu hoán bá hạ đến. Trước khi tôi chưa giết tử quỷ, cho dù như thế nào thì cũng đừng hiện thân. Cho dù là tôi thất bại rồi, cậu đừng làm gì cả, tiếp tục duy trì thân phận Hắc giáo đình, đừng làm chuyện hy sinh không có ý nghĩa. Được, tôi đồng ý với cậu. Tường thành cổ, chất liệu của tường thành cổ đặc thù, chỉ cần tường thành cổ chúng ta liên hợp nhiều, tòa phòng tuyến của Trung Quốc sẽ càng dài ra và kiên cố hơn. Chỉ là đại đa số tường thành quan thật ra đã bị bỏ hoang rồi, bọn nó cơ bản đã mất đi ma lực vốn có. Hiện tại có thể dùng chỉ có bát đoạn, cội nguồn hệ thổ, cổ não quần lại rất ít, thời gian duy trì có giới hạn. Cội nguồn đất của cổ não vô cùng hiếm, tôi đã cố gắng thu thập được một ít, có lẽ chống đỡ được một thời gian. Chính là nói, người của chúng ta sẽ chia thành 8 đội, phụ trách sức sống hệ thổ trên tường thành cổ ở đoạn biển, không sai. Tôi sẽ đem một vài người trấn thủ song sơn quan. Tôi sẽ phụ trách thần mộc quan. Tôi đến trấn thủ kiến an quan. Tôi và hai vị thẩm phán sứ khác phụ trách cổ quan ở phía đông. Còn có một việc, mỗi một cổ quan đều có thể giữ lại ma phong, ma phong hỏa. Khi cổ quan đứng sừng sững, ma phong hỏa sẽ thiêu cháy ngọn lửa dập tắt đại diện cho cổ quan này im lặng. Giữa chúng ta hãy cùng nhau thông qua ngọn lửa ma phong hỏa này để biết tình hình của nhau. Chúng ta nhất định là thề chết bảo vệ Bắc Nguyên, thề chết bảo vệ, thề chết bảo vệ. Ơi, đúng là tuyệt thật. Sự đau khổ không dừng lại ở trên bầu trời này được vang vọng lên xem như là niềm vui. Hãy lấy máu tươi đang chảy ra ở trong cơ thể của những người còn sống này để làm rượu ngon, lấy nội tạng đầu làm tấm thảm cao cấp. Cuối cùng đã đợi được đến ngày hôm nay rồi. Chúng ta đứng ở đây thật sự là không sao chứ? Yên tâm, ta có lời khen với vị kia rồi. Ta có lời hẹn với vị kia rồi. Phía sau cũng hãy ngẩng đầu lên xem. Ấy, hắn chính là lãnh tướng xác ướp. Nó nhìn thấy chúng ta. Hello, gia hỏa này là cấp bậc gì? Lại coi thường lãnh tước. Hơn nữa, nó rõ ràng là nhìn thấy chúng ta, nhưng lại không công kích. Nghĩa nào lãnh tước này thật sự có thỏa thuận gì đặc biệt với minh giới hay sao? Nói như vậy, những sinh vật của minh giới này có khả năng sớm đã phản loạn rồi. Thay vì nói lãnh tước gọi bọn chúng đến, chỉ bằng nói lãnh tước mở cánh cửa này cho bọn chúng. Thiên ngự tư thái. Đến rồi. Đây thật sự là thứ mà chúng ta phải chống lại hay sao? Ơi, không có tường hùng vĩ, chúng ta đến một giây cũng không thể nào sống được. Bọn nó tới rồi, mời các vị trận pháp sư cố gắng lên. Tuyệt đối là sẽ không thể nào để các người từ nơi này nhảy qua đó đâu. Thiên ngữ. Hả? Ai có thể nói với ta kia là cái gì? Thật sự không thể ngờ, bọn họ lại thi triển ra ma pháp hệ thổ cổ não, ngoài ra một tòa trường thành cổ, càng khó đối phó hơn đã nghĩ.
Ngươi đang còn khen ngợi thành tường này sao? Chúng ta không thể nào xem thường đối thủ. Lãnh tước đại nhân, ngài có lẽ nên giữ bình tĩnh. Nếu không, tất cả những thứ mà chúng ta vất vả và kinh doanh có thể bởi vì tường thành này mà mất đi tất cả. Nói như thế, ngươi có cách để cái thành tường này, thành tường chết tiệt kia bị sụp hay sao? Tường thành đó mặc dù nhìn rất là kiên cố, nhưng lại không chặn được công kích của nhân loại. Ngươi có nhìn thấy đài phóng hỏa trên tường thành kia hay không? Nếu như để tường thành giữ sừng sững không ngã, thì nhất định là phải có pháp sư không ngừng tiêm vào nguồn thổ hệ ở trong đài phóng hỏa kia. Phá hoại thành tường cổ rất khó, nhưng loại bỏ mấy pháp sư kia là một chuyện vô cùng đơn giản. Ơi, ngươi nói như vậy đúng là có mấy phần có lý. Lục quỷ nghe lệnh, có thuộc hạ. Các ngươi chia ra đi về đài phóng hỏa, gặp kẻ nào chặn lại giết không tha, rõ. Nếu như cấm chế tường thành thật sự khó chống lại tiến công của con người, mọi chuyện e là phiền phức rồi. Kiều tước, Trấn Bắc Quan giao lại cho ngươi, xử lý đừng để ta thất vọng. Yên tâm, tôi nhất định là sẽ nuốt sống chỉ huy của Trấn Bắc Quan. Lãnh tước, tôi cần tìm vài tên áo xanh để làm thuộc hạ. Ngươi tự chọn đi. Mấy người các ngươi đi theo ta. Phải tìm cơ hội truyền tin cho lão Triệu mới được, xác định vị trí của tử quỷ mới được. Sao Mạc Phàm vẫn chưa có tin tức gì vậy? Có rồi. Đây là vật chất bóng tối của Mạc Phàm. Có lẽ bên kia đã xảy ra vấn đề gì đó. Có tín hiệu gì chưa? Chúng ta hãy đi theo chỉ dẫn của vật chất bóng tối. Có lẽ là sẽ tìm thấy tử quỷ. Hù Lát đại nhân, chúng ta cần làm những gì? Thường là phải chuẩn bị. Lên hết đi, chúng ta còn chuyện quan trọng cần phải làm. Đây là cường giả trong cấp thống lĩnh. Giá hỏa kia là gì? Hình như cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Hạ quân Mỹ Đỗ Sa. Bọn họ cho rằng tường thành kia đủ để ngăn chặn bước đi của đại quân minh giới, đúng là lực cười. Những sinh vật khác có thể không thể nào làm rung động tòa thành kia, nhưng hạt quân Mỹ Đỗ Sa tuyệt đối là có thể làm được. Phải đợi tất cả quân chủ của kim tự tháp tập hợp. Cần có thời gian. Chúng ta không có nhiều thời gian lãng phí ở trên cái tường cũ đó đâu. Lần này các ngươi đi theo ta là vinh dự vĩ đại nhất. Ta sẽ để các ngươi tận mắt nhìn thấy một sinh vật minh giới mạnh mẽ nhất. Sinh vật minh mạnh nhất, đó là cái gì? Rất nhanh thôi sẽ nhìn thấy. Có một xiềng xích trên người của hắn, cần chúng ta giúp nó mở ra. Không ngờ bọn họ còn có kế hoạch khác. Cũng không biết là sinh vật minh kia rốt cuộc là cái gì. Lão Triệu, lần này nhờ cả vào cậu rồi. Chúng ta đến rồi. Ở đây là đài phóng hỏa thần mộc. Hình như Trương Tiểu Hầu cũng ở đây. Linh Linh, cô có nhìn thấy tử quỷ hay không? Cảnh tượng quá là hỗn loạn, rất khó xác định là ai. Tử quỷ là người dẫn đầu, có lẽ là không lập tức ra tay, mà là để cho thuộc hạ xông lên phía trước. Phải xem Trương Tiểu Hầu có ép tử quỷ ra ngoài được hay không. Trương Quân Thống, anh ở đây bảo vệ Phượng Vũ Phi, ra hỏa này giao lại cho tôi. Được, các người đừng hòng bước qua chỗ của ta. Hiến Bồng, người, cẩn thận. Phong Kinh Vĩ, Phong Thiết Dực Nhẫn. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy rồi, không tệ. Nhưng mà đáng tiếc ngươi lại gặp phải ta. Nguy rồi, tử quỷ chuẩn bị đánh nén. Băng Chi Kiếm Trầm, thổ hệ nguyên tố của ngươi vậy mà lại có ý thức tự mình phòng ngự. Đến lượt ta phản công rồi, chết tiệt. Ơi, muốn giữ chân ta không đơn giản như vậy đâu. Cậu vẫn ổn chứ, tôi không sao. Trương Tiểu Hầu có biết hắn đã làm như thế nào hay không? Tôi cũng không rõ lắm, chỉ có thể khẳng định nó không phải là ám ảnh hệ. Chết tiệt, lại có phong hỏa bị dập tắt rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, minh giới, sinh vật của quân chủ cấp sẽ đâm thủng tường thành mất. Trương Tiểu Hầu, chúng ta hợp lực diệt trừ tử quỷ đó, được. Thạch hóa lên. Phong bàn liễn cốt. Đi chơi đi.
Cự nhân tri thần. Con tưởng rằng đây là đại gia hỏa lợi hại đến mức nào cơ. Cảm nhận một chút sự lợi hại của băng chi kiếm châm của ta đi. Trọng nham bích nhũ, nham bá trùy, cách không toái tâm, phong bàn phong bạo, vạn đốn chi lực phá. Não triệu làm tốt lắm, để diệt trừ đám súc sinh yêu còn lại. Đưa hết đám súc sinh này xuống địa ngục. Minh thần vĩ đại, ta là Unas. Lẽ nào lãnh tước và minh giới có cấu kết, chủ yếu là Unas này? Các quân mồi của ngài vẫn còn đang cố gắng chống chọi, minh chi quân đội bị ngăn cản dưới trường thành. Chúng ta cần mượn sức mạnh của ngài để phá đổ nó hoàn toàn. Chút chuyện nhỏ này giao cho nhân sư đi. Đi thôi. Unas đại nhân, minh thần chẳng phải là lên phái một vị minh giả cường đại hiệp trợ giúp chúng ta hay sao? Sao lại không nhìn thấy chứ? Nhân sư đã ở đây rồi. Nơi đó hình như là bị trống một mảng lớn. Vì sao tất cả sinh vật minh giới đều đặc biệt tránh đi nơi này vậy? Xông xuống. Đó chính là nhân sư. Ngươi xuống đi, tôi đi đánh thức nó. Cái này tôi không tiện trực tiếp xuống làm phiền đâu. Đi xuống. Khế ước linh hồn. Hiện giờ đi xuống, ngươi còn là người có công. Nếu như đợi ta ném ngươi xuống, vậy thì ngươi là người không còn chút giá trị nào hết. Nhân sư. Nhân sư, minh thần yêu cầu ngài hiệp trợ chúng ta hủy đi Trấn Bắc Quan, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Đã nhìn thấy Uri thôi chứ, sứ mệnh của các ngươi giống như hắn. Vì thịnh điển, hy sinh tính mạng ở đây cũng không tồi. Ký khế ước với mình không phải là tử quỷ mà là Unas. Cuối cùng cũng chống đỡ được rồi. Ơi, chúng ta đi giúp đỡ những người khác thôi. Mặt, khuôn mặt người đó. Nhân sư. Ma phong hỏa, ma phong hỏa của Song Sơn Quan sắp bị dập tắt rồi, sắp không giữ được rồi. Chỉ còn lại 5 đạo ma phong hỏa trụ. Bốn tưởng rằng có thể kiên trì thời gian mấy ngày, không ngờ rằng nhanh như vậy đã bị phá giải rồi. Không biết là phía bên Mạc Phàm thế nào rồi. Hỏng rồi, bị đâm một đao. Lẽ nào anh đang tức giận? Ý gì hả? Khế ước nằm trên người của Unas. Anh không phải là bắt lộc. Anh không phải là bắt lộc đúng chứ? Tôi nghĩ tôi đã biết thân phận thật sự của anh rồi. Rốt cuộc cô là ai? Chết tiệt. Nếu như hiện giờ bị phát hiện thì chỉ có thể quyết đánh đến cùng mà thôi. Lãnh tước, ngươi lại dám gọi thẳng danh vị của ta. Hồng y chủ giáo bên cạnh ngài, đến loại việc nhỏ như là chuẩn bị thánh điện cũng không tốt, cũng không làm tốt. Ta chỉ có thể ra mặt thay sư phụ giải quyết một chút vấn đề mà thôi. Ngươi đã làm gì với ta? Đây là phần quà của sư phụ, nhận lấy đi. Nếu như lãnh tước đại nhân lần tới vẫn ấu trĩ như vậy, sư phụ sẽ không để ý việc đích thân đến gặp đâu. Đến lúc đó, chết sẽ không phải là nữ nhân này, nữ nhân mà ngài yêu thương nữa đâu. Sa ràng. Đều đi chết hết đi. Tất cả đều xuống bồi táng cho Unas cho ta. Sa ràng, cô ta có thể giết trăm vạn. Lãnh tước, ta sẽ giết ngàn vạn. Nam biện phù, vậy mà lại là người của Sa ràng. Thực ra sư phụ rất quan trọng người. Thế giới rồi sẽ có một ngày bất công với người. Đến lúc đó khi đã hết đường đi, không bằng đến chỗ của sư phụ đi. Tôi biết cô không hề làm việc ác gì. Nếu như hiện giờ cô lựa chọn rời khỏi Hắc Giáo Đình, rời khỏi Sa Rang, tôi sẽ mở rộng vòng tay với cô. Ấy, giết chết Unas, tôi cũng coi như là đã giúp anh một lần. Nếu như tương lai có thể mở rộng vòng tay, vậy thì hãy tha cho tôi một con đường sống nhé. Không, đừng mà. Lãnh tướng, đây là tín ngưỡng tà ác, có liên quan gì đến bùa chú cơ chứ? Việc gấp lúc này là bắt buộc phải tìm được bản thể của tà ác, nhất định là lãnh tước. Mọi người xem là Mạc Phàm.
Xích Viêm Liệt Hà. Ơi, thật đúng là thú vị. Trong thịnh điển của ta vậy mà lại xuất hiện hai, còn đều là một bọn nữa. Ta sẽ khiến người chết rất khó coi. Đại nhân, vai diễn thế này không cần người phải phí công, giao cho ta đi. Đến đi, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi trước.